Xin chào các bác nha, chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của nhà bác Phú Cường nha. Quạt tiếp tục cập bến này. Quạt gió tiếp tục cập bến, chiều nay em sẽ lên cho bác nha. 3 giờ chiều nay em lên cho bác quạt. Hôm nay khá nhiều treo tường và quạt treo trần này. Cánh mật, cánh mướp này. Đang về thêm khoảng 200 cây. Hơn 200 cây nữa. Chiều nay các bác theo dõi nha. Ngoài quạt ra thì bên em hiện tại còn hút bụi đi sân, rồi lọc không khí, nồi cơm, lọc nước, bếp từ. Có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0862594654 giúp em nhé. Cần câu này, làm đam mê buôn câu kẹo này. Thì cơ bản chiều nay sẽ lên cho bác và quạt nhé. Quạt và một vài món hàng đồ nhỏ nữa. Các bác theo dõi vào chiều nay nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.